Lộ trình kết nối cơ sở dữ liệu nhà thuốc hiện đang được thực hiện gấp rút tại Thành phố Hồ Chí Minh. Những nhà thuốc không thực hiện việc kết nối với cơ sở dữ liệu thuốc quốc gia đứng trước nguy cơ bị tạm đình chỉ kinh doanh. Sự quyết liệt trên được cho là cần thiết trước bối cảnh vi khuẩn kháng thuốc đang ở mức nghiêm trọng đỉnh điểm, bắt nguồn từ phần lớn việc mua bán kháng sinh bừa bãi. Tuy nhiên, giữa kỳ vọng và kết quả đạt được thì không hề đơn giản. Ghi nhận ngay sau đây tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tính đến giữa tháng 4 năm 2019, Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 4.800 nhà thuốc bán lẻ kết nối mạng, chiếm khoảng 75% nhà thuốc trên địa bàn. Nhà thuốc Mỹ Châu tại quận 3 là một trong những điểm tích cực triển khai việc kết nối nhằm tăng hiệu quả cho giám sát, quản lý mặt hàng đặc biệt này. Cắt liều với lại kháng sinh bừa bãi cho nên nó sẽ bây giờ nó quản lý chặt chẽ về phần đó luôn. Về những cái thuốc mà kiểm soát đặc biệt thì nó quản lý luôn. Cho nên nó còn phải liên kết như vậy. Người dân mua thuốc sẽ có được thuốc có nguồn gốc, xuất xứ, thuốc có chất lượng. Và đặc biệt là việc sử dụng thuốc kháng sinh thì phải có đơn của thầy thuốc và có sự hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn hợp lý. Khi triển khai đề án trên, việc mua bán kháng sinh đúng luật và an toàn được kỳ vọng sẽ giải quyết. Nhưng thực tế ghi nhận, trong sáng nay, 24 tháng 4, tại một tiệm thuốc trên đường Nguyễn Đình Chiểu, kháng sinh được mua rất nhanh gọn. Tình trạng tương tự tại một nhà thuốc ở quận 9. Và không nằm ngoài xu thế nhanh chóng, tiện lợi, nhiều nhà thuốc có thêm dịch vụ buôn bán trực tuyến, nhiều mặt hàng thuốc, kháng sinh không phải ngoại lệ. Cả ba loại amoxicillin tôi đang cầm trên tay đều được mua mà không hề có đơn thuốc. Đặc biệt trong đó cái hộp thuốc amoxicillin có nguồn gốc từ Ấn Độ này tôi đã mua với những cái thao tác rất là đơn giản, đó là đặt qua mạng internet. Tuy nhiên trao đổi nhanh với chúng tôi thì ông Đỗ Văn Dũng, trưởng phòng nghiệp vụ dược Sở Y tế xác nhận việc mua bán thuốc qua mạng là hoàn toàn sai quy định của pháp luật theo luật dược của nước ta. Mặc dù việc kiểm soát các nhà thuốc là cần thiết, tuy nhiên việc kiểm soát như thế nào, thực hiện ra sao lại là chuyện khác. Bởi từ rất lâu rồi, dược sĩ bán thuốc đã làm luôn nhiệm vụ của bác sĩ, tức là chẩn bệnh kê đơn, miễn là người dân mô tả triệu chứng. Hiện nay thì chúng ta cung cấp thuốc cho nhân dân quá dễ dàng. Người bệnh nhân người ta thấy mặc áo blue trắng thì người ta nghĩ là được thôi. Và có lẽ là người ta tin tưởng cái điều đó và họ mua thôi, họ bán. Danh mục thuốc cũng quá dễ dàng, nhất là những là thuốc kháng sinh, nó cũng rất là dễ dàng. Thuốc là hàng hóa đặc biệt và kinh doanh thuốc là một loại hình kinh doanh có điều kiện. Chính vì vậy cho nên các nhà thuốc phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật. Tất nhiên, việc Việt Nam nằm trong top đầu các quốc gia kháng kháng sinh nặng nề nhất trên thế giới, không chỉ vì việc mua kháng sinh không đơn thuốc, mà ngay cả việc kê đơn đôi khi cũng có những bất ổn. Không có chế tài, không có xử phạt, hoặc là cái xử phạt thì chúng ta xử phạt cũng đơn giản xử phạt để tồn tại. Cho nên thành ra họ người kể cái người cung cấp thuốc và thậm chí kể cái anh em bác sĩ phòng mạch chẳng hạn, người ta đâu có được quy định, đâu có được bán thuốc, nhưng mà người ta vẫn bán thuốc như thường. Thành ra là cái đó là cái vấn đề về cái phần mà hậu kiểm á. Đây là em bé 19 ngày tuổi chào đời tại Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Bé bị nhiễm trùng máu, viêm màng não và hầu hết kháng sinh đều không có tác dụng, kể cả thuốc vancomycin là một loại kháng sinh bậc cao. Hậu quả này sẽ chẳng có gì lạ lùng khi người ta vẫn dùng thuốc vô trách nhiệm như hiện tại.